Thủ Thiêm. Kể từ khi có dự án mở rộng của thành phố, dân cư nơi đây đã được di dời hoàn toàn, nhưng cho đến nay dự án vẫn còn trong giai đoạn thi công. Thủ Thiêm, since the city's expansion project, its inhabitants have been completely relocated, but so far the project is still in the construction phase. Cầu Thủ Thiêm 1 đã hoàn thành, kết nối quận Bình Thạnh và Thủ Thiêm nay là quận 2, còn cầu Thủ Thiêm 2 cũng đang trong quá trình thi công và sẽ hoàn thành trong năm 2020. Cầu Thủ Thiêm 2 được thi công ngay góc đường Tôn Đức Thắng, khu xưởng Mason cũ, và Thủ Thiêm đã ngưng hoạt động kể từ khi có dự án mở rộng khu Thủ Thiêm. Thủ Thiêm Bridge number 1 has been completed, connecting Bình Thạnh District and Thủ Thiêm District is now District 2. And Player Theme High is also in the process of construction and will be completed in the year of 2020. The Player of Theme High will be tested on the corner of Tunduk Thang Street, the old Basun Workshop area. Thu Theme Ferry has ceased operation since the Thu Theme Expansion Area project. Văn Tower tại góc đường Hàm Nghi Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cạnh bến Bạch Đằng và kế bên tòa nhà Vitexco 68 tầng. Tọa lạc ở vị trí vàng, dự án có tổng vốn 256 triệu đô la, hơn 5.000 tỷ, được kỳ vọng là một trong những kiến trúc đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được khởi công năm 2009. Theo thiết kế, cao ốc này trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo sẽ tái khởi công tiếp, nhưng cho đến nay 2019 công trình này vẫn nằm bất động vì nhiều lý do chưa được hóa giải. The project was started in 2009. According to the design, this building becomes a commercial center, services, offices and luxury apartments of international standards. But when more than 80 of the items were completed, the project was dormant for the past 4 years.
From 2017, the City People's Committee announced that it would resume construction, but so far 2019 this project is still immobile for many reasons that have not been resolved. Đây là khu Thủ Thiêm cũ, nay nằm trong dự án quy hoạch mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2019 vẫn còn hầu hết các hạng mục, khu vực nằm trong dự án chưa được thi công. This is an old Thủ Thiêm area, now part of an expansion planning project of Ho Chi Minh City,